Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, thông lệ mỗi thứ bảy đầu tháng, thành phố San Jose đều tổ chức lễ chào cờ Mỹ Việt do các hướng đạo sinh thực hiện với sự tham dự của đồng hương người Mỹ gốc Việt. Hôm nay, đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch năm Nhâm Dần, Ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng Bắc Cali đứng ra kêu gọi đồng hương đến dự truyền thống Việt dự lễ thường kỳ Mỹ Việt, cũng là dịp gặp gỡ hàn huyên và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp mừng năm mới. Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch năm Nhâm Dần. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu năm. Những người Việt xa xứ tại thành phố San Jose, chúng tôi trong cái thông lệ chào cờ hàng đầu mỗi tháng vào ngày thứ bảy, thì hôm nay có buổi chào cờ đặc biệt là ngày đầu năm âm lịch để mà chúng tôi gặp gỡ lẫn nhau, chúc với nhau những cái lời tốt đẹp nhất. Đồng thời là chúng tôi cũng có những cái lời gửi gắm về quê nhà. Thưa quý vị, đã hơn 46 năm trôi qua, bước qua năm thứ 47, vì cái thể chế độc đảng độc tài mà người Việt phải đổi nước ra đi, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt. Thì thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là anh Triệu Hà. Anh là một thành viên ở trong ban chấp hành của ủy ban điều hợp sinh hoạt của cộng đồng ở Bắc California. Thưa quý vị, và kính chào anh Triệu Hà. Dạ, chào anh Nghệ Lữ và chào quý vị TV khán giả. Tôi tên là Triệu Ngọc Hà, hội trưởng hội địa phương Nghĩa Quân. Tôi được ủy nhiệm của ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng làm trưởng ban tổ chức ngày hôm nay, ngày chào cờ. Thì mục đích hôm nay là để chúc Tết tất cả đồng bào, mọi sắc dân trong này chúng ta, mọi sắc dân và toàn thế giới này, là cái ngày đặc biệt của Tết Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng tôi đến đây để tổ chức những ngày chào cờ đầu năm và giữ cái ngày chào cờ năm hàng năm. Chúng ta sẽ làm như vậy đều, là tại vì lý do chúng ta thường là chào cờ ngày 9 giờ sáng, như hôm nay vì tối hôm qua nhiều người đi giao thừa, họ đề nghị là 10 giờ. Thì chúng tôi đã gửi thơ ra mời tất cả quý vị cách đây 3-4 tuần rồi, cả tháng rồi, để quý vị đến chuẩn bị đến ngày tham dự. Một số mạnh thường quân cũng gửi quà đến để tặng quý vị. Thì mong quý vị trong năm tới, nếu quý vị không đến được năm nay, thì năm tới chúng ta cũng tiếp tục làm như vậy, ngày mùng 1 Tết Việt Nam. Đồng thời tôi cũng nghĩ rằng những người như chúng ta đã được ở nước tự do, có nhân quyền, thì chúng ta có thể giữ được cái cổ truyền Tết Việt Nam. Nhưng mà nghĩ là thật đau lòng cho những người ở Việt Nam, họ không được cái quyền đó. Thì cho tôi chỉ cầu mong trong tương lai các em, các người trẻ ở Việt Nam, họ đứng dậy, họ đi học ngoại quốc, họ biết cái tự do và nhân quyền của con người, thì họ sẽ thay thế những người già cả để đổi chế độ thành chế độ tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, anh Trà vừa nói về cái ngày Tết, thì chúng ta đã biết Tết là sum họp, là đoàn tụ, là có những cái phong tục tập quán để mà con cháu chúc Tết ông bà cha mẹ vân vân. Thế nhưng cái Tết Nhâm Dần này, chúng tôi biết rằng trên 200 gia đình có những người chồng, người con, hay là người vợ, hay người mẹ vân vân đang phải đi tù, thì chắc chắn là cái nỗi đau đó họ sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà rất hy vọng năm Nhâm Dần với cái móng vuốt của con cọp thì sẽ làm được điều tốt đẹp nhất, gạo kéo sập đi những cái gì mà bất công, những cái gì mà mang rợ. Thì thưa anh, nếu có điều gì đó mà nhân dịp này anh vừa nhắn gửi với những gia đình tình yêu lương tâm, vừa nhắn gửi với lại những gia đình là cựu quân dân cán chính miền Nam Việt Nam hiện nay còn ở trong nước sống dưới thế chế độc tài, anh sẽ nói điều gì thưa anh? Dạ, tôi chỉ cầu chúc trong năm Nhâm Dần này có nhiều thay đổi ở Việt Nam, cũng như anh đã nói, nếu quý vị là các giới trẻ trong nước đã biết thế nào là nhân quyền, thế nào là tự do, là những người được đi ngoài quốc, được học hỏi, được internet để coi biết, thì mong quý vị sẽ thay thế những người già nua, đầu óc cổ hủ, không biết gì hết, chỉ độc quyền và cai trị cho nước Việt Nam. Và mong rằng trong năm Nhâm Dần nhiều thay đổi cho nước Việt Nam trở lại có quyền tự do và nhân quyền. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là anh Phát Kiên. Kính thưa quý vị, hôm nay tại đây có buổi chào cờ đầu năm âm lịch của người Việt đã phải sống xa quê hương. Thưa anh, với tư cách là một cựu quân nhân, đến nay đã qua 46 năm, bước qua năm thứ 47, mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Một cái thể chế đáng lẽ đã không còn chiến tranh thì đất nước phải phát triển, nhưng mà anh thấy rằng nó tan hoang tục hậu như thế nào.
thậm chí còn thua cả Lào và Campuchia. Và chưa nói rằng một Facebooker nói rằng khi rời khỏi Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ, ông nói rằng từ một cái địa ngục trần gian nó bước qua cái thế giới loài người. Thì thưa anh, nếu có điều gì đó dịp xuân này hướng về quê nhà với tư cách là một cựu quân nhân, thì thưa anh có điều gì nói với đồng bào ở trong nước thưa anh? Dạ, kính chào anh Nghệ Lữ, kính chào quý vị đang theo dõi cái chương trình của anh Nghệ Lữ. Hôm nay là ngày đúng vào ngày mùng 1 Tết. Chúng tôi, một số cựu quân nhân, sau một thời gian sống ở nơi xứ người nhưng lúc nào cũng nghĩ về quê hương đất nước. Đất nước chúng ta, không ngờ trong cái cơn đại dịch này quả thật đúng là một cơn đại nạn cho dân tộc. Chúng tôi không biết thế nào cuộc chiến đã chấm dứt. Chúng ta bây giờ lại có những người hy sinh và mất mạng và bị bóc lột đến tận xương tủy. Đây là những cái điều đau lòng hết sức. Trước kia chiến tranh, súng đạn tơi bời, chúng tôi đi đến đâu bảo vệ người dân đến đó, bảo vệ từng mảnh đất quê hương, hy sinh mạng sống của mình để người dân được ngủ trong những đêm an toàn, hưởng những mùa xuân thanh bình. Nay đã qua 47 năm, đất nước chỉ một cơn đại dịch mà với một sự lãnh đạo của cả một cái tập đoàn luôn luôn tự hào là vĩ đại, là quang minh, là đỉnh cao trí tuệ, nhưng mà thật rất tiếc đồng bào chúng ta không hy sinh cuộc sống nữa, nhưng chúng ta bị họ bóc lột đến tận xương tủy. Họ lừa gạt chúng ta đủ mọi hình thức, từ các vụ Việt Á bán ký test nhiệm. Quý vị đã bị họ lột, kể cả phi cơ giải cứu nữa chứ. Rồi vừa mà gần đây nhất, họ lại mạo danh, mang danh là để nghĩa là giúp đỡ quê hương dân tộc, giúp đỡ những kiều bào, giúp đỡ những người đi lao động hoặc đi du học bên ngoài. Không ngờ họ lại cấu kết với nhau để một lần nữa vét tận xương tận tủy, từ sức khỏe cho đến tài chánh của quý vị. Thật là trong khi đó chúng ta, một cái đất nước sống về phát triển, về nông nghiệp, nhưng họ không hề quan tâm đến, để bao nhiêu thảm cảnh cứ lặp đi lặp lại. Người dân trồng trọt thu hoạch bằng những cái đồng tiền, bằng những cái mồ hôi của họ, nhưng không hề có một cái chính sách nào phải quan tâm đến vấn đề như vậy, mà họ lại lo đến những cái chuyện tượng đài, họ lo đến những cái chuyện xây dựng để mà làm những cái gì đó, để mà kiếm được thêm cái nguồn lợi lộc để họ vét tận cùng của đồng bào trong nước. Hôm nay, trước cái viễn cảnh của quê hương, của dân tộc như vậy, chúng tôi ở đây đến đây đón mừng xuân, nhưng lòng lúc nào cũng buồn khi nhìn về một quê hương đất nước. Quý vị, giờ này, cái xuân năm nay tôi biết có thể nói rằng là chúng ta chỉ có một thiểu số người là có thể hưởng cái mùa xuân, còn những cái điều kiện khá hơn nhờ những anh em kiều bào ở hải ngoại giúp về thì còn hưởng được mùa xuân. Còn những nhân công là cái chủ trương của họ, công nhân rồi nông dân là nghĩa là chủ của đất nước, nhưng mà chính những người đó bây giờ lại là một cái nạn nhân, thật là khốn khổ quê hương dân tộc. Trước thềm năm mới, tôi không có gì hơn xin kính chúc tất cả đồng bào trong nước sớm được thoát khỏi đại nạn này, để chúng ta cùng nhau gây dựng lại quê hương dân tộc của chúng ta cho xứng đáng mặt một cái đất nước Việt Nam hải ngoại. Ở nơi đây chúng tôi có đủ mọi nguồn lực kiến tạo xây dựng lại đất nước chỉ trong vòng 5-10 năm, nếu như những người lãnh đạo của chính quyền cộng sản họ phải thay đổi lập trường, thay đổi quan niệm,
thoát khỏi, và đầu tiên là thoát khỏi cảnh lệ thuộc vào Tàu Cộng. Thoát khỏi Tàu Cộng, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ xây dựng lại tất cả, xây dựng từ người dân đến mọi giai cấp ở trong nước chúng ta cùng nhau hưởng một nền hòa bình thật sự và hạnh phúc. Xin chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Dạ. Chúng tôi ghi nhận những hình ảnh như sau. Sau khi thức rước quốc kỳ, chào tay, chào, ta lạnh quá. Đèn tay chụp. Sau đây là nghi thức lễ thượng kỳ Hoa Kỳ và tiểu bang California. Chúng chào ba quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Đem xuống chuông. Sau đây là nghi thức lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Súng chào bác. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Bộ trưởng nhớ đến quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và chúng ta cũng không quên được rằng trên 10 triệu đồng bào của chúng ta đã hy sinh trên đường tìm tự do bằng thuyền và đi bộ. Hết mặc niệm bắt đầu. Chúng chào bắt. Đặc biệt có sự tham dự của rất đông police của thành phố San Jose và đại diện các dân quân cư. Like a police officer and former assembly Nova Campus come over and more they come later. So thank you. Hope today and some represent Senator of California and Ralph Cantana. Okay, I get. Okay. Today is special day. It's a new year. Vietnam New Year. Okay. So literally, and we got this Vietnamese Heritage Garden. Tiếp theo là nghi thức cầu nguyện đầu năm. Lại vọng cầu nước Việt Nam tiến về dân chủ, có nhân quyền bầu cử tự do. Chúng con xin nguyện dân chúng được ấm cơm no áo ấm chế độ cộng nô đi vào bóng tối. Lập mà thể chế Cộng hòa Đại hội đa đảng đa nguyên đất Việt an bình. Xin mời tất cả quý vị quan khách cũng như thân hữu mình có thể bước đến bàn thờ quốc tổ để mà lắng lòng gửi nén tâm hương đến những tiền nhân đã đóng góp cho đất nước. Phần phát biểu của đại diện trong các không khí
của ngày Tết cho cổ truyền, thay mặt cho Ủy ban Điều hợp Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới được dồi dào sức khỏe, gặp mọi sự an lành tốt đẹp trong năm Nhâm Dần. Xin thưa quý vị, ông Otali là supervisor District 3, ông là của County of Santa Clara. Ông sẽ có vài lời thưa quý vị. Good morning, good morning, everybody. Happy New Year for the Year of the Tiger. And thank you for coming out to support everybody. Look at the water. Thank you for what about giving us beautiful day in January. It's so lovely and important Lunar New Year. I want to thank all of you coming out. I want to thank the police officer who's out here celebrating with us. Thank you for being out here. I want to wish everybody healthy, prosperous, and a good... First off, I'd like to say Gamong. Chúc mừng năm mới. So, on behalf of the city of Fremont, I think it's so important in these times, whether it's celebration or struggles, we have to come together. And I wanted to thank the organizers for putting together this wonderful celebration and recognition of the Vietnamese heritage. Chúng tôi xin mời quý vị đại diện các người dân cử cùng bước lên đây với chúng tôi. Anh Hiệp là đại diện cho dân biểu Rokanan. Anh Tuấn là đại diện cho dân biểu Aska. Anh Phương là đại diện cho dân cho nghị sĩ là Dekutasi. Và Trí Nguyễn là đại diện cho thị trưởng Samdekano. Theo thứ tự mời anh Nguyễn Sĩ Nghiệp cho vài lời với lại quý vị có phép là đúng không? Kính thưa quý vị, chúc mừng năm mới. Năm nay là năm Nhâm Dần, năm con cọp, người ta gọi là con cọp nước, tức là một năm rất là thịnh vượng. Rất mong là cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ trở nên đoàn kết, thịnh vượng, và chúng ta cũng không quên những người dân Việt, cũng chúc cho những người dân Việt ở quê nhà được một năm thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc, và mong cho đất nước chúng ta trở nên là một đất nước dân chủ tự do để mọi người đều cùng ấm no như nhau. Nhân dịp năm mới thì tôi xin chúc quý vị có một năm Nhâm Dần thật là nhiều sức khỏe, và đặc biệt là hy vọng đồng bào chúng ta tiếp tục những cái ngày lễ hội ý nghĩa như thế này, và đặc biệt là hôm nay là với cái lễ thượng kỳ để chúng ta luôn nhớ đến lá cờ tự do của cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay thay mặt cho thượng nghị sĩ xin chúc tất cả quý đồng hương năm mới sức khỏe dồi dào, và tất cả các anh em chúng tôi sẽ sát cánh với đồng hương để cho chúng ta có một cộng đồng thật là mạnh mẽ. Thưa mọi người, thì trong những năm vừa qua thì cho dù biến cố gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn có nhau. Stock market có đi hướng nào thì mình vẫn luôn có gia đình, bạn bè, và đặc biệt là cộng đồng của mình còn có cộng đồng của nhau, có đồng hương với nhau, luôn sát cánh cùng nhau. Cho nên nhân dịp năm mới, Chí xin thay mặt văn phòng thị trưởng Sam Ricardo chúc mọi người luôn có nhiều tình cảm, tình yêu, tình thương và luôn luôn có nhau ạ. Hello all, I'm here on behalf of Matt Mahan, who is a city council member running for mayor. Really appreciate everyone coming out here and wanted to say Chúc Mừng Năm Mới, and thank you all for being here and celebrating your culture. Thank you. Ủy viên giáo dục học khu East Side và ứng cử viên cho chức vụ nghị viên đơn vị 7 kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Bây giờ là anh Nguyễn Sinh Hiệp sẽ đại diện cho ông dân biểu liên bang Rokana gửi một cái bằng tưởng lục cho ban tổ chức. Xin mời anh Hiệp. Qua trong suốt cả một năm qua đó, cộng đồng chúng ta có cái ủy ban phối hợp cho cộng đồng rất là tuyệt vời. Nếu không có ủy ban phối hợp, những anh em trong ủy ban phối hợp này, thì chúng ta đã có một cái khoảng trống rất là lớn mà cộng đồng chúng ta không thể tụ hợp lại với nhau. Dạ, kính thưa quý vị đồng hương, thì hôm nay Tuấn Nguyễn với tư cách là đại diện của dân biểu tiểu bang đây có nghe là Mastra, thì đến đây thì dân biểu từ quốc hội tiểu bang California cũng xin gửi đến một bằng khen cũng như là công nhận và xin chúc mừng năm mới. Xin mời anh Viên Đoàn là ứng cử viên của khu vực 7 xin nhờ có vài lời.
ngày hôm nay là một cái ngày Tết là đoàn kết của cộng đồng mình. Và như anh Chí nói bữa nãy đó, mình vẫn có gia đình là một cái rất là hạnh phúc. Thì ngày hôm nay Viên muốn đứng ra là nói chúc mừng tất cả mọi người và cộng đồng của mình một ngày, một năm có rất là nhiều hạnh phúc, rất là nhiều sức khỏe và may mắn, và cộng đồng mình sẽ đoàn kết với nhau. Cảm ơn tất cả mọi người. Thay mặt cho Chính Hiếu Châu Hà là trưởng ban tổ chức, tôi là thay mặt cho Ủy ban sinh hoạt điều hợp sinh hoạt cộng đồng tại Bắc Gali xin thành thật cảm ơn tất cả các quý vị viên trưởng, có quý vị huynh trưởng, tất cả đồng hương, và đặc biệt là quý vị đại diện truyền thông báo chí đã có mặt ngày hôm nay để chúng ta có được một buổi lễ thượng kỳ đầu năm, cũng như để khai trương một năm mới chúng ta sẽ có được chủ quyền trên cái vườn truyền thống Việt này. Mừng năm mới, ban tổ chức có những bao lì xì cho cử tọa tham dự và phần rút thưởng may mắn đầu năm. Để có một cái buổi mừng vui đầu năm cho tất cả các quý vị đến đây tham dự cái buổi lễ thượng kỳ đầu năm âm lịch Nhâm Dần, thì ban tổ chức cũng như là số mạnh thường quân đã có tặng một số quà để cái này là trước là để chúng ta vui, cái vui là chính là quý vị nếu may mắn có tài lộc của đầu năm, khi quý vị đi về thì quý vị sẽ thấy nó hơi thấy và cũng như vậy. Với một cái lời chúc là trong năm mới Nhâm Dần quý vị sẽ đạt được nhiều thắng lợi và vạn sự như ý. Bây giờ chúng ta xin bắt đầu. Vé số đầu tiên quý vị có cầm trong tay nhá. Xin có mở tay, mở trong tay. Vé màn số 3 8 0, chúng tôi xin không đọc 3 số đầu.